Liên quan tới vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, làm 14 người tử vong. Kết quả xác minh có 3 nạn nhân ở tỉnh Hưng Yên. Cụ thể, anh TQK sinh năm 1998, anh NXK sinh năm 2001, anh NTT sinh năm 2000. Các nạn nhân còn lại quê ở các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Hà Tĩnh, Bắc Cạn, Lào Cai và thành phố Hà Nội. Đơn vị chức năng đã xác định được danh tính và nhận diện 11 trên 14 nạn nhân tử vong trong vụ cháy. Ba nạn nhân còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm ADN để nhận diện. Được biết, sau khi vụ cháy xảy ra, các đơn vị liên quan đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân. Theo đó, Hà Nội hỗ trợ mức 50 triệu đồng đối với người tử vong, 30 triệu đồng đối với người bị thương và chi hỗ trợ cho gia đình nạn nhân ngay trong sáng ngày 24 tháng 5.